Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Rockefeller Gervi sẽ quay cho mọi người xem cái phản ứng của cái con chó con. Từ cái con chó con, xem là khi mà cái con chó của chúng ta nó được chúng ta âu yếm vuốt ve thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Từ cái con chó từ lúc nó còn rất nhỏ như thế nào. Để mọi người xem, để mọi người sẽ biết được cái phản ứng của nó như thế nào. Và đến khi nó lớn lên thì cái phản ứng của nó còn mạnh hơn nữa. Bởi vì con chó nó lớn lên thì nó sẽ biết được nhiều hơn. Mà mời mọi người cùng xem nhé. Ok, đầu tiên mọi người nhìn là có con chó con nó đang ngủ nhá. Đây, đang ngủ đây. Mình sẽ cầm nó lên trên tay này. Ok này. Cầm nó lên trên tay nhá. Nó đang ngủ, nó sẽ làm cho con chó con nó sẽ bị tỉnh ngủ ngay. Đó, tí này. Con nó sẽ bị tỉnh ngủ. Đây là bởi vì nó gần chúng nó nhiều, gần chúng nó nhiều, yêu chúng nó nhiều, cho nên là chúng nó biết rồi. Thôi Siro, Messi đi ra kia. Nha, rồi, nó đang làm yên này, thơm nó cái. Khi mà con chó con mà nó được âu yếm nhiều này thì nó sẽ rất là gần người. Và nó chấp nhận cái việc ở trên tay của chúng ta. Rồi, một đứa nha, một đứa khác. Tiếp theo là một đứa con gái. Lên tay ngay ngáp ngay. Rất là ok nhá, nó rất là ok với cái việc là ở trên tay của chủ. Khi mà chúng nó được ô yếm, nó rất ok với việc ấy. Chỉ cần ô yếm chúng nó thể hiện các cái hành động ô yếm với chúng nó vài lần thôi là con chó nó sẽ cảm nhận được ngay. Chứ còn nếu mà mình đảm bảo này, nếu mà các bạn mà con nuôi cho con ấy mà các bạn cầm lên như thế này, con chó nó sẽ phản ứng ngay, chứ nó sẽ không nằm yên như thế này để nó ngủ đâu. Bởi vì nó không yên tâm, nó từ con chó con nó đã cảm nhận được rồi. Một hai lần đầu ấy là chúng nó sẽ phản ứng, bởi vì chúng nó cũng chưa biết là chúng ta làm gì, nhưng chúng nó có thể cảm nhận được, chúng nó có thể cảm nhận được khi mà chúng ta âu yếm chúng nó từ lúc còn bé nhé, là chúng nó ngáp rồi kính thưa các kiểu để chúng nó thể hiện là chúng nó cảm thấy thoải mái. Đấy, đây là nó đang cảm thấy thoải mái đấy. Nào, Messi à, xích để quay con, xích nha.
quá. Thơm bên này. Thơm ở giữa. Thơm dần cho quen đi. Phải rồi. Nhiếm lại đi nào. Tuổi này chưa biết, liếm nịch mà mới đang tìm đồ ăn thôi. Khi nào nó mở mắt ấy, thì là lúc đấy chúng ta sẽ biết liếm nịch. Ở bên ngoài cũng vào để làm quầy cho con yên đấy, tí nữa đây mình xì rô cái này vào mặt đây. Nực nó cái nó phản ứng ngay. Ngáp ngay. Yếu quá. Phản đối hơi Messi xích ra kia đi nữa xích ra để quay sau này ra kia nào lên ghế ngồi Messi lên ghế ngồi nè còn chưa thằng này đang ngủ. Thơm tí đã.
Trường Chí nào? Trường Chí. Đấy, Trường Chí chết gì. Đền Trường phải chịu thôi. Trời ơi, biết nào, cứ thương chứ nữa. Tí nữa rồi ăn. Chơi với nhau một tí đã. Chơi xong rồi ăn. Sữa mẹ lúc nào cũng có, còn đầy. Không phải lo. Không phải lo hết sữa. Vì mẹ siro rất nhiều sữa. Khổ nát khổ. Đang ăn dở đấy. Thôi cho nó ăn tiếp. Cho nó xuống đi lẹ đi. Nó sẽ điên cuồng nó tì ngay. À, lên đấy này cái ngủ luôn à. Gái lên thơm mấy cái buồn ngủ luôn. Cho xuống với mẹ không thèm ăn luôn. Ngủ luôn hả? Ok, xuống nằm ngủ và xuống mẹ ngủ. Thằng này đang bú điên cuồng. Nhấc nó ra. Xem nó sẽ phản ứng như thế nào. Có tí nữa không? Không có tí nữa không? Tí nào. Tí nữa rồi ăn. Nào, tí nữa rồi ăn. Yêu nhau một tí đã, chơi với nhau một tí. Chơi với nhau một tí rồi tí nữa rồi ăn nhá. Tí nữa rồi xuống rồi ăn, vội gì. Thơm nhau cái nào. Thơm nhau cái nào. Thơm nhau cái nào. Tí nữa rồi à. Thơm nhau cái. Quay video một tí. Thơm nhau cái. Quay video một tí. Ok, nào. Yên một tí nào. Nào. Yên một tí nào. Yên một tí nào. Yên một tí nào. Chỗ yếu quá. Yêu thoá, thôi cho em xuống ăn nhé. Không bất công lại cứ yêu em mà em không cho em xuống ăn. Đây. Em xuống em có ăn không? Hay em ngủ luôn. À, em xuống em ngủ luôn. Đi, của em đi. Đây. Đây. Đấy, thì qua cái
qua cái video này để cho mọi người sẽ thấy được là con chó ấy, nó sẽ có thể cảm nhận cái cưng nựng, cái âu yếm của chủ với chúng nó từ khi chúng nó còn rất là nhỏ, từ cái lúc con chó nó còn ở trong cái giai đoạn bú sữa trong tuần đầu tiên. Con chó mẹ nó bú nó đã biết rồi thì tất nhiên là những con chó to nó sẽ cảm nhận được tốt hơn nhiều. Ở cái giai đoạn mà con chó nó còn nhỏ như thế này, nó còn chưa mở mắt, mới đến hôm nay mới là được có mấy ngày thôi, còn chưa đủ 10 ngày thì cái con chó con nó chưa biết liếm lại để nó thể hiện cái sự yêu quý với người, với chủ, hay là nó thể hiện sự yêu quý với nhau hay là với con mẹ. Nhưng mà khi con chó nó mở mắt rồi, nó ở khoảng tầm 2 tuần tuổi nó đã biết rồi, chỉ 2 tuần tuổi thôi là con chó nó đã biết được là yêu, thể hiện cái sự yêu quý của nó với con mẹ hay là với con chó khác hay là với cái người chăm, với chủ. Thì đấy là cái mà với con chó con nó đã như vậy rồi nhá. Thành ra là với con chó to ấy, là mọi người muốn cái con chó của mình nó vui vẻ, nó nhanh nhẹn thì mọi người chịu khó chơi với con chó của mình và gần gũi chúng nó qua các cái cử chỉ này kia, có thể đơn giản là xoa này thôi. Đấy, giả sử như thế này. Đấy, vậy thôi, rất là đơn giản, không có gì cả. Xoa nó một tí, ôm nó một cái. Nếu mà con chó của chúng ta mà chúng ta nuôi sạch sẽ thì cái việc ôm con chó là con chó nó rất là thích mà. Mình ôm nó mình thích mà. Cái tình cảm thì con chó nó thích, con người còn thích hơn. Đấy là cái tình cảm, cái sự yêu quý. Thì đây là hôm nay quay cái video ngắn, tính là quay ngắn như lại thành cái video dài để mọi người thực tế mọi người xem được cái con chó con nó từ cái giai đoạn nó còn đang chưa mở mắt, nó mới sinh thôi, nó đã cảm nhận được cái ưu yếm của người, của chủ với nó, để mà mọi người chúng ta sẽ gần gũi với con chó của chúng ta nhiều hơn. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi các video của Rukuler Gaby. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.